Giết chết A Ma và Mã Phụ, Lý Thành Lương tại sao lại tha cho ông ta? Bởi vì họ là Xu gia. Đó không phải là nguyên nhân thật sự đâu. Trên thảo thành của Liệt, đó là bởi vì hoàng thượng đã tin tấu chương của Lý Như Bách. Nếu như Lý Thành Lương giết chết đi không ngoài làng, cả câu chuyện đó sẽ bị bại lộ hết. Và Lý Như Bách đã phạm đại tội khi quân, sẽ bị diệt môn cửu tộc. Có bằng chứng không? Anh đã điều tra rất rõ ràng rồi. Chính đi không ngoài làng thông qua Na Thẻ giúp đỡ Lý Như Bách khởi thảo tấu triệt. Vậy thì sao? Chỉ cần Na Thẻ chịu ra mặt làm chứng. Chuyện này không thể. Em biết đó không thể được. Nhưng mới ra tâm bệnh của Lý Thành Lương, nếu như chúng ta cứu được Na Thẻ, sau đó lại tung tin, như vậy Lý Thành Lương chắc chắn sẽ lo sợ đó. Đại ca, anh định dùng Na Thẻ để mặc cãi với ổng. Chúng ta nói cho ông ta biết, nếu như không trao đi không ngoại lang ra, không chịu trả chứ anh về đây, chúng ta sẽ thượng tấu triều đình khẩu cung của Na Thẻ. Nếu mà như vậy, Na Thẻ sẽ mất tất cả. Đại ca, đừng kéo cổ vào cuộc nữa. Thật ra đối với cô ta mà nói, tất cả không còn gì hết. Cô ấy đã làm Lý Như Bách bị thương là giúp chúng ta. Lý Thành Lương không có tha cho cô ta đâu. Anh làm như vậy cũng vì cô ta mà thôi. Em nghĩ xem đi, nếu như Lý Thành Lương nghĩ trước cái bước đó, ông ta sẽ giết người bịt miệng, giết chết Na Thẻ. Nếu chúng ta không cứu Na Thẻ, nếu Lý Thành Lương không chịu mặc cả thì sao? Như vậy cái chết của Chư Anh và Na Thẻ sẽ ngay trước mặt của chúng ta. Không phải hắn chết thì chúng ta sống. Nhìn thấy ngày như vậy em chịu hết nổi rồi. Nhưng mà em vẫn phải tiếp tục sống, cho tới trái tim của chúng ta chết cả trăm lần, chết cả ngàn lần. Ama, uống thuốc đi. Con đang nghĩ Ama, hãy uống thuốc đi. Mạng số chỉ là một hơi thở trong lớp da mà thôi. Bây giờ lớp da này đã không còn giữ được nữa. Hãy để nó tới cái chỗ cần phải tới. Ama, con đang nghĩ Ama, hãy uống thuốc đi. Ngần đường trước khi chết, con đã hứa với mẹ, con đã thề với thiên thần chăm sóc cho cha giùm mẹ. Yêu quân cho biết cha không có bệnh gì hết, chẳng qua chỉ mệt mỏi tâm thần thôi, uống thuốc xong sẽ khỏe lại ngay. Nếu như cha không uống thuốc, con sẽ quỳ ở tại chỗ này mãi mãi không đứng dậy. Na Thẻ, hãy đứng dậy đi. Hãy ngồi bên Ama nè, đứng dậy mau đi. Không, trừ phi cho uống thuốc trước đi. Na Thẻ, Ama không phải là người cha hiền. Cha biết con thích Lý Như Bách, nhưng mà vì cái nơi nương tựa giống như Lý Thành Lương, cuối cùng làm khổ con. Con biết cha lợi dụng con, nhưng con không kêu oan. Con nể tình cha con chúng ta, để mà cứu cha, giúp đỡ cho cha. Ama có lỗi với con nữa. Ama, cha đừng có nói thêm nữa. Cha là phụ thân của con, phụ thân không có cách gì chọn lựa. Con có thể hận cha, rời xa cha, thậm chí không nghĩ tới sống chết của cha. Nhưng mà nếu làm như vậy, con sẽ đau khổ hơn bây giờ nhiều. Ama, một cái hoàng của cha, con sẽ tìm cách giúp cha trốn ra ngoài, trốn ra quan nội, và cha có thể ở tại chỗ đó bắt đầu lại cuộc sống của mình. Cha không còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà cái chuyện này
và chết cũng không nhắm mắt. Không thể giết nổi Nhĩ Hà Xích. Cha thừa nhận không có kế sách, nó tính không hơn là cha nhiều, ra tay nhanh, ra tay độc. Ama, cha lầm rồi. Có người cho biết cha giống như là một con lạc đà chở mấy cái thùng gỗ tìm bữa bối ở tại Thảo Nguyên. Cho tới lúc chết cha mới phát hiện thì ra ở trong cái thùng trên lưng mình đó chính là vàng bạc châu báu đến mãi không hết. Con nói vậy là nghĩa gì? Nói cách khác, cha lúc nào cũng đeo đuổi cái vật mà cha mãi mãi không thể nào có được. Vậy cha đã lơ là tất cả những cái gì đã thuộc về của cha. Cha là thành chủ của thành Đồ Lưng, có người ở xài không hết, tiền tài dùng không hết. Cha còn có một người vợ thương yêu cha nhất, giống như ngạc nương của con. Nhưng mà cha lại không chịu mãn nguyện cho tới lúc mình đi vào trong đường cùng. Có lẽ nói vậy là đúng, nhưng mà đối với người đi cả đời giống như cha ở đây đã hoàn toàn vô bổ. Na Tè à, con phải ráng sống đi nhờ. Con nghĩ tới tương lai hay không? Na Tè à, đừng đau buồn, trốn ra ngoài. Lý Thành Lương, cha này biết rất nhiều, con cũng biết quá nhiều nữa, nó không tha cho con đâu. Nhưng mà con biết trốn đi đâu đây? Tin lời của Ama đi, cha con Lý Thành Lương và Nạp Lâm đều không phải đối thủ nào Nhĩ Hà Xích. Hắn sau này sẽ thống nhất nửa chừng ở Liêu Đồng, trở thành nhất đại bá chủ. Cha muốn con trở về với hắn? Không, tìm em của hắn là Thủy Nhĩ Hà Tề. Tuy hắn không tin khôn bằng anh của hắn, nhưng mà hắn khoan hậu hiền lương, hắn sẽ thiện đãi còn được. Nhưng mà anh yêu Đông Ca giống như là con yêu nỗi Nhĩ Hà Xích. Con không, sao con lại đi yêu nỗi Nhĩ Hà Xích chứ? Đừng gạt cha nữa, và cũng đừng tự gạt mình nữa. Ngày xưa dưới đường đao nỗi Nhĩ Hà Xích, con đã cứu cha. Trong ánh mắt con, cha đã nhìn thấy. Cha cũng tin tưởng nỗi Nhĩ Hà Xích sẽ thích con. Nhưng mà con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nào sống chung đâu. Con nữ trung hào kiệt, nói nhất đại kiêu hùng, những người tinh khôn khi thành công có quyền lực, trước tiên phải trừ khử những người có thể hiểu thấu trách nhiệm của nó. Không, nếu Nhĩ Hà Xích không phải là người như vậy. Con không tin cha, con sẽ hối hận đâu. Còn nữa, con phải nhớ kỹ, nếu tìm được thư Nhĩ Hà Tề, phải tìm cách thuyết phục nó, kêu nó ly khỏi anh của nó. Hai con hãy tới Trung Nguyên đi, tìm chỗ thanh tịnh để mà sống những ngày tháng mà các con muốn sống. Tè, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở tại chỗ này. Nếu nhìn muốn giết Ama của em, thầy giết em trước. Đường đường thành chủ Đồ Lương, muốn nhờ con gái bảo vệ hay sao? Từ lúc người thuyết phục Nạp Lâm bối lạc, ta đã dự cảm sẽ có ngày hôm nay. Ra tay đi, ta chờ lâu rồi. Thu với tay của người,
ta không xấu hổ đâu. Nữ nhĩ Hà Xích, một lần nữa em năn nỉ anh, hãy tha cho ama của em đi. Thẻ thẻ, đứng dậy. Nước mắt không thể làm siêu lòng trái tim của hắn đâu. Nữ nhĩ Hà Xích, trời kêu ta chết, ta không thể không chết. Tới đi, ta giết ta đi. Ama, ama. Nếu như nói tới ân oán, ta nể mặt Na Tẻ có thể tha cho ông. Nhưng mà điều đáng tiếc, ta đã khởi binh bằng 13 bộ giáp của Ama ta để lại rồi. Lúc đó ta đã thề với trời, nhất định lấy cái đầu của Ni Không ngoại lan ông để trên tế đàn tế Ama ta và tiên tổ của ta đó. Nên người cần phải giết ta, nếu không người thực tình với lại thiên hạ. Được, với câu nói này của người, ta bảo đảm con cái của ta sẽ tha thứ cho người, phải không Na Tẻ? Tới đi, giết ta đi, ta đang chờ người đó. Tại sao lúc này em cũng để cho anh cảm thấy mang ơn em hết vậy? Ngày xưa vì muốn cứu anh, em đã phản bội ama của em. Ngày hôm qua vì cứu con trai của anh, em đã đâm chồng của em bị thương. Nhưng mà không cần biết em làm gì, anh vẫn không có chịu tha cho ama của em. Anh hiểu rõ, em sẽ trách anh, nhưng anh không còn đường chọn đường nào khác. Anh đương nhiên có. Thất tính với thiên hạ vậy thì làm sao chứ? Không lẽ thiên hạ này đối với anh quan trọng đến vậy à? Anh đã trả thù rồi, và anh đã đoạt lại Kiến Châu rồi. Na Tẻ, đừng nói thêm nữa. Nữ nhi Hà Xích, sự ngây thơ của Na Tẻ lại làm cho người cười chê. Dù sao nó cũng là con gái, nó không hiểu và mãi mãi không hiểu. Ngươi là đàn ông, chỉ muốn chiếm thiên hạ, hoài trấn thiên hạ, mãi mới là mộng tưởng của người được. Ta nói có phải không? Ông nói không có sai, chúng ta đều có mộng tưởng như vậy. Nhưng đáng tiếc mộng tưởng của ông mãi mãi chỉ là một mộng tưởng thôi. Na Tẻ, mau thu xếp đồ đạc đi với hắn đi. Ama, cha nói gì vậy? Hôm nay hắn tới vì hai việc mà thôi, giết cha và dẫn con đi. Ta đoán phải không hả? Na Tẻ, con là con bà duy nhất để cho nó đối phó Lý Thành Lương. Con phải nhớ kỹ lời cha nói với con đó, nhớ từng câu từng chữ, những lời Ama đã dặn con. Na Tẻ, ông ta nói đúng. Đi với anh, thư nhĩ Hà Tây đang chờ đợi em ngoài kia. Em sẽ không xa Ama của em, tuyệt đối không xa Ama. Na Tẻ, con là con gái đi không ngoài lai cha, con đi mau đi, đi. Ama, con tuyệt đối không có xa cha. Đi đi. Đi cơ, đi cơ, mau lên, có người tới. Hả? Na Tẻ, nè, mau, con muốn đi. Nội nhĩ Hà Xích, xin người thiện đãi con gái của ta. Con người sẽ có lại thế, kiếp sau ta trả lại cho người. Yên tâm đi, ta không để cho Na Tẻ thiệt thòi đâu. Cảm ơn. Tới đi, con tên ra tay rồi đó. Chờ đợi đi, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.